tổng hợp những tình huống hài hước khiến người xem cười té ghế. Hello, chào đón 500 anh em đã quay trở lại với Vũ Trụ Hài, nơi cười thả ga, nơi la thoải mái. Mệt mỏi gì chết thì cứ bơi hết vào đây mình cùng xả nhé. Lên đường thôi nào. Hai con người đang bước vào thang máy thì bất chợt có điều kinh hoàng nằm ngay trên đầu. Chào cậu. Một bé na không biết từ đâu lao ra khiến cô gái đi đằng sau sợ hãi, la hét chạy toáng cả lên. Bé na kiểu, đi ké thang máy một xíu thôi, làm gì mà căng quá vậy? Bà già vô tính này lại nhà hàng xóm dọa dẫm mấy con mèo. Sau một hồi vờn qua vờn lại thì chuyện gì tới cũng phải tới. Cứu tôi ơi. Bất ngờ chưa bà già? Đừng tưởng cậy mình to mà muốn làm gì thì làm nhá. Tôi đây đẹp chứ tôi đâu có dễ dãi đâu. Đường ngày dậy sớm qua quán sửa sang dọn dẹp thì... Tèo, tay gì đâu mà thối dữ vậy không biết, động đâu là hỏng đấy. Mở bát ngày mới thế này là toang rồi, chắc phải đốt phong long quá. Đi vào tiệm không để mua nước hoa, mà là xịt nước hoa nha mọi người. Nhầm, đây không phải là xịt nữa rồi mà là thắm. A few moments later. Thanh niên lấy chai nước hoa mẫu để trên kệ mà phun khắp người, như kiểu để lưu hương mấy tháng cho đỡ phải tắm vậy đấy. Bất ngờ hơn nữa, còn ở mái tóc người thương của anh ta nữa kìa. Khi bạn sinh ra đã là một chân sút tuyệt vời, nhưng dòng đời đưa đẩy qua làm nhân viên dọn vệ sinh. Cũng có cái hay của nó đấy chứ nhở, vừa hiệu quả lại vừa giải trí. Làm việc thế này là không sợ nhàm chán rồi. Và sau đây là một pha lùi xe phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp, không một động tác thừa. Chiếc xe máy đã bị chiếc ô tô kéo lê đi trong bất lực. Mọi người đoán xem người trên xe đang lái là nam hay nữ. Tôi nhìn cái nét lái này là nghi lắm rồi nha. Người đàn ông mang rác đi vứt, tiến tới mở thùng rác thì bỗng thấy cảnh tượng hú hồn con trồn. Và bất ngờ chưa ông già? Không hiểu vì sao họ lại có thể quật mình trong thùng rác như vậy. Theo bạn thì đây là một trò chôn hay là họ không có nơi để ở thật nhở? Chủ tiệm đang bơm xe. Đời này rồi còn dùng 3 cái đồ mất sức vậy hả anh trai? A few moments later. Thank you.
Không chỉ mất sức đâu mà còn mất cả công nữa. Nổ cái đoàn mà đau hết cả ví. Quá sai cho nước đi này. Lần đầu được tới nơi sang chảnh, ở đây không phải múa mì đâu mà là múa ly luôn nhé quý vị. Nhìn chuyên nghiệp dữ dằn chưa? Còn gì nữa đâu mà không với chồng? Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau? U là trời, một pha xử lý nhẹ nhàng bay nguyên tháng lương. Nhân viên lúc này kiểu làm nghề này kể cũng nhàn, lâu lâu lỡ tay xíu là ăn tám liền đó mà. Mặc dù cả ba đứa cháu đều đang chơi và xem tivi, nhưng thấy ông nổ máy cái là các bé bật tốc biến. Chạy lại đu bám ông ngoại để được đi chơi. Sơ hở là không thoát được với tụi nó, hễ đi đâu chắc phải trốn đi quá. Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, cô gái đã bị chê thậm tệ như thế này đây. Nó lùn vừa xấu vừa đen, nhưng mà yêu được. Ở kìa mẹ. Thế thế chàng trai khóc thét, trách mẹ quá là vô duyên. Nhưng mà trùng cuối thì... Ở kìa mẹ, sao mẹ chê người yêu con thế nhỉ? Vừa xấu vừa đen, nhưng mà phải yêu nó. Hồ hồ, người vừa đen vừa xấu vừa luôn chính là mày đó con. Nghĩ sao giao diện thế này mà làm khổ con gái nhà người ta. Vừa xấu vừa đen, nhưng mà phải yêu nó. Rồi sau pha này không biết ai là con ruột nữa đây mọi người ơi. Còn chung cuối sẽ là chuyên mục review nhẹ nhàng tình cảm. Đấy, sau khi cùng mình lên hội lên thuyền Viva Vivo một vòng thế giới mà gặp những cảnh tượng ối rồi ôi làng nước ơi thì các bạn cảm thấy thế nào? Có cười thả ga là thoải mái không? Dám chắc là ai cũng cảm thấy thư giãn và lấy lại năng lượng tràn đầy sức sống chứ hả? Còn nếu chưa đủ độ thì yên tâm, cứ nhấn ngay đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo. Vũ Trụ Hài sẽ đưa bạn bay cao, bay xa, bay đến nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!